một mình đó thôi mà nó bằng mấy mấy con chó người ta vậy đó. Con nó quậy vậy đó, nó sẽ bực mình á, sẽ bực mình, sẽ không có muốn chơi với nó luôn á, sẽ bực mình lắm á, sẽ bực coi đó, nó sẽ ngồi một chỗ vậy nè, đó. Nó quậy quá mà, cái kiểu gì mà nó không yêu đâu, còn nó nhảy, nó nhót vậy đó, đó coi đó, ha, bởi vì sẽ bực mình lắm á, sẽ bực ơi, sẽ bực mình, sẽ không có muốn làm bạn với nó đâu. Xe bực mình lắm á, xe bộ thấy không, xe thấy là xe đầu hàng ngay, xe chưa từng sợ ai mà sợ nó không á, không coi đó. Nó quậy cái giống gì mà không sợ ai hết trơn á, nó bao lớn dễ sợ nó rồi đó, coi đó, coi đó, coi đó, bẻ hết răng rồi đó mà vậy đó, đó coi đó, nó bao lớn dễ sợ không. Ông thấy ông nhìn nó hai bữa ông gặp đó là nó lớn rồi, dạ. Thấy không? Thầy uống gì đây? Thầy uống gì đây? Nó trà ha, có đổ vô ha. Còn xin lỗi. Sao cái bình nó sao? Cái bình nó sao nó chứ nhả đi, nếu mà nhả ít quá nó không vô. Vâng. Thế sẽ bực mình đấy thưa bộ. Thế sẽ bực mình, thế sẽ ngồi đi luôn đấy thưa bộ. Không thể nói. Không thể nói chuyện luôn. Thế sẽ bực nó lắm đấy thưa bộ ơi. Cái gì nó lý lắc quá trời luôn mà con nít mẹ con ha. Ừ. Nít mẹ. Nó mập lại đây nè. Thế à? Dạ. Yeah. Anh đặt à hả? Tự nhiên nó vui lại nó vậy rồi, cũng nhận nó gió bao nhiêu con người. Nó thương lắm chứ. Nó giận đó. Nó thương bạn lắm thầy. Nè, yeah. Nó vui lại rồi, nó mập lên nè. Yeah. Hết lòi xương rồi. Hổm vuốt cái là lòi xương tùm lum đó nè. Ừ. Bực mình đó chứ bộ. Bực mình đó là chứ bộ. Nào đây đứng yên con. Rồi. Ở mai chủ nhật nữa rồi ha. Là mai chủ nhật nữa, mai thầy giảng chưa? Giảng rồi. Tính để ăn kinh hết, kinh mà không hết rồi mai giảng tiếp một cái bữa nữa. Mai mượn mai chủ nhật cho nó xong chứ đặng thứ ba học kinh Địa Tạng. Cái bài cuối cùng nhiều ý đi, nói quá sâu sắc quá. Thì thầy giảng thêm. Nhưng mà thầy giảng hết rồi giảng thêm. Muốn từng từng mới cho nó. Muốn từng mới gì thầy chứ giảng, tại vì nó quan trọng lắm, có khi nó sâu sắc một cái ý. Tại vì cái Đức Phật nói câu mà Ngài nói những cái điều Đức Phật nói mà cái kinh này chưa tổ soạn là đặc biệt cái chỗ đó đó. Là gì đó? Đó là ta xem địa vị dương hầu như bụi bay qua khe cửa. Ta xem vàng ngọc như ba như ngói gạch. Vàng ngọc châu báu như ngói gạch. Đúng rồi. Ta xem y phục lụa là như vẽ rách. Đúng rồi. Xem đại thiên thế giới như hạt cải. Nhân dân rồi cuối cùng ông Phật mới nói là xem cửa phương tiện như báo vật quá hiện, xem quả vô thượng như mộng thấy vàng lụa, xem quả diệt Phật như qua đốm trước mắt. Những cái mà hóa đốm là cái gì thế này? Hóa đốm là cái bụi ông giống như ông bị giống như mắt luôn, mắt ông chập trời trước mắt đều là không thiệt đó. Cái địa vị Phật mà không thiệt đó, bị nó có đâu mà thiệt. Địa vị Phật là mình trở về với cái chính mình thôi chứ có gì đâu mà cái không thiệt đúng không? Hoa đốm á, cái đó gọi là hoa đốm. Nó coi nó quậy đâu, có thấy không? Nó không có nằm yên đấy chứ. Tại nó nhiều khi mà thấy tội nghiệp. Cái tội lắm này, cái tội nó quấn quýt tội lắm này. Nghĩ, ông nghĩ cái nó thấy tôi nhổ cỏ, nó cũng nhổ cỏ, nó chơi nó nhổ cái cầu rau của mình á. Nó cũng lấy cái răng nó nhổ cỏ, mắc cười lắm kìa. Bởi chó này đu nó cà lớn, nó cà liếng lắm. Thành hiền quá rồi. Không, nhổ răng là hiền. Mấy cái răng bẻ hết rồi, bẻ hết mấy cái răng lơ, mấy răng nhọn rồi. Chứ còn không có là nó cắn đứt dây luôn, nó cắn dây nó làm dữ dằn lắm, thấy chưa đó, con thấy không, nó tức không? Nó tức mà nó gì đây, thấy không? Con thấy chưa? Thấy nó quậy dây đó, quậy nó không từ nang ai đó, coi đó. Quậy... Mai thầy sáng mai thầy ăn mua gì không? Bánh mì, bánh mít gì không? Con mua. Thôi, ăn đồ. Có gì ăn không? Có đủ ăn không? Có thiếu gì đồ ăn bánh mì, đầy bánh mì á, tại mới thèm bánh mì Pháp dài dài. Ôi, mà Việt Nam kìa. Đó, ở Việt Nam đấy. Ở mà cổ mua còn đó. À, vẫn còn cơ. Còn ăn gì hết, mua mấy chục ổ luôn. Ừ. Thôi được rồi. Ông coi nó, thấy chưa? Nó quậy gì đó, nó quậy nó cơ bằng nó nhào tử tới nơi không, thấy chưa? Ông coi đó. Ông coi đó, nó ghi sợi dây, nó ghi cho đứt luôn mà. Nó chơi vậy đó. Ê xa. Ê xa. Nó nghe
đâu rồi, đâu rồi, đâu đâu thấy chưa? Ê ra. Đã coi đã coi đã quậy đó thấy chưa? Cái mặt mày thấy ghét mày. Ê ra. Xây xây không đầu hàng ai mà đầu hàng em xà luôn. Sợ luôn. Mà mặt mắt mắt ngọc quá chứ bộ. Cha mày. Nó biết ngày quay phim nó biết. Nó lớn gấp 2 gần 2 cc rồi. Gần 2 cc luôn rồi. Tội nghiệp anh Khan. Ê xà. Tội nghiệp anh Khan. Nghe. Ê xà ơi. Ê xà. Ê xà. Ô bên kia nó có trồng cây chuối kìa thầy. Phải cây chuối không thầy? Dạ. Cây kia là cây chuối mà. Có, ở đây nó trồng chuối nhiều lắm. Thế hả? Ừ. Nhà thầy được mấy cây vậy? 3-4 cây thì ít gì đó. Nó cây không cho hết cây rồi. Thế hả? Cho hết cây rồi. Nhưng mà nó không chết thầy, ngoài ngoài mùa đông mà nó không chết hả? À, mùa đông nó nằm như ủ dưới đó. Nhưng mà tới gần tới mùa đông mình cắt ngang đó. Lấy với mũ, lấy với mũ bịch lại nó lớn rồi nhưng mà chắc nó có buồn á. Có buồn nhưng mà không kịp chín thì tới đông tới rồi. Thì cả nó có buồn là thầy mừng quá rồi. Đẩy vô tôi ủ gạo. Đâu có đâu, có không có lớn. Cái chuối này chuối kiển sao. Mày cha mày bây giờ mày giờ mà con có coi nó nằm le lưỡi bắt cười không. Có nói cũng tiếu lắm mà thôi nó quậy quá trời quá đất. Mà nó chỉ xài cái cây thôi, phải có cái cây lúc nào cũng kiệt hà là xài cái cây. Thấy cái cây là chạy. Dạ. Ăn quá trời mà, cái gì cũng ăn hết. Bất cứ đồ gì cũng ăn hết trơn. Cho trái cây cũng ăn trái cây, cho canh ăn canh, cho cơm ăn cơm, cái gì cũng ăn hết trơn. Tập. Chó là chó nhà nghèo mà, chó dễ ăn. Lên xe đời nào ăn, nó là bà cụ ăn dương nhiêu là nó thừa hưởng hết. Con này á? Dạ. Yeah. Bất cứ cái gì nó ăn được hết trơn. Hay vậy. Rau sống cũng ăn luôn, dưa leo, cà chua, ăn láng hết trơn. Mà mai là... Đâu có phải đâu, ăn thì đồ ăn chó không à? Xe không bao giờ ăn, bởi nó là cái cha sang, cho quý cha sang. Bởi cha sang, nó không bao giờ nằm nôi. Nằm nôi nó cũng hát cái nôi, nó để cái đầu lên cái nôi thôi. Còn có con xe không có nôi đâu nằm. Con này là phải nằm dưới đất lăn. Nằm chỗ nào mà gai đồ gốc rồi nằm là trên nó đã ngứa đấy, đó phải chó mà nó cũng có phân biệt vậy. Mấy tháng sau rồi mấy tháng sau rồi nó mạnh lắm rồi giờ chân cẳng nó mạnh cực cụ luôn á dễ thương luôn á sau rồi nó coi nhà cho lấy rồi vậy vậy đó cũng vui cái mặt nó ghê lắm á cái mặt nó ghê lắm mà cho giả bộ không cái mày giả bộ đó nó ghê mặt nó ghê đó mày đuôi hai con này mắc cười có đó đỡ miền bà hả bà buồn đi ra giải cái tụi nó mắc cười lắm nó cái mặt nó làm mắc cười dữ lắm kìa nó nịnh nó làm thôi nhiều cái nó giỡn nó làm nhưng mà giờ hôm nay là gần 3 tháng rồi 6 tháng hai đêm nó đi chích đi mổ kệ tốn 200 mấy mổ cho đừng có đẻ nó 6 tháng nó lên mới mổ triệt sản đi. Việt Nam giờ không sao tới đâu rồi. Dạ. Toan nhiều lắm rồi thầy ơi. Toan nhiều lắm rồi. Nhưng mà họ không có chịu toan. Họ không có cái... Cả thành phố Sài Gòn đóng cửa đâu mà thầy nói. Thì biết vậy. Thì nhưng mà họ không biết mấy gì nào. Ta trong cái nội bộ ta quay cái vụ mà chở mấy cái xác đi mà thiêu mà không có người thân đó. Sắp hàng đó. Thì đằng này mình chia sẻ thôi chứ mình đâu có chia sẻ là thật đau buồn. Vậy mà cái đám bò đỏ gì đó. Bò đỏ là sao tôi biết đó nên tôi gọi là đám bò đỏ gì nó vô nó binh nó nói ông ở nước ngoài không biết gì nói Việt Nam là chống dịch số 1 rồi kia nọ chết không bao nhiêu chết là sao lại số lẻ thôi nói vậy hàng bốn nhưng mà vậy đó mà nó chửi thôi mình được đặt xóa bài cho rồi bởi cái đám bò đỏ này ghê lắm tôi không biết đám bò đỏ là sao mà ta gọi là đó là đám bò đỏ đó loại như là lại cuồng đấy cuồng cộng sản thôi binh cùng cộng sản thôi thầy thế à còn nói thương cho những người vô tội giờ rồi nó nặng ông ơi đại dinh nó muốn hết nổi rồi you take your letter for the mortgage
Take it, take it. I want to you show your husband. Okay. Rồi. Oh, you're going by there too? Yeah, I go there. I want you see it. Okay. Let him see it. Xe nhỏ hơn người này, thấy không? Cái nào nè, cái nào đó, cái nào đó, nó quậy vậy đó, không có từ nè người ta hiếp được không rồi đó, thấy chưa đó. Nó cắn cái này ơi, nó cắn chai con này đó. Nó là không, nó thương đó, hùng nó liếm, nhưng mà con già này già nó chịu chứ đâu kéo đâu, thấy không, nó liếm nè. Xe xe nó khó để chịu. Để nó không chịu, để thầy thả nó xuống, tội nghiệp nó này. Tội nghiệp nó không chịu đâu. Xe xe nó già, nó chịu nghiêm trang. Nó không có im được, không có im được hả mày? Im được không mày? Quậy quá trời quậy. À, thầy có gửi cái chi phiếu cho Canada chưa thầy? Con để gửi rồi. Con lấy thấy. Mới gửi cách nay thấy hơn. Đấy hả, con cần phải lấy gì cả? Chưa tới bản đâu. Đấy hả? Nó quậy vậy đó bà con ơi. Con nó quậy vậy nè bà con, chịu đời thấu không? Giờ ở Việt Nam là kề tơ 7 món rồi đó bà con ơi. Việt Nam là kề tơ 7 món có biết không? Nhờ ở Mỹ biết không? Biết không? Này con ở Mỹ chứ coi Việt Nam là con kề tơ 7 món á, con biết không con? Con quậy cho vừa vừa, con quậy quá, sư phụ cho kề tơ 7 món á, nghe không? Ngon. Nghe cũng tội nghiệp. Đi vỗ cỏ, thấy sư phụ làm cỏ đi vỗ cỏ đồ là tội nghiệp lắm á không à. Nhưng mà nhỏ tụi bậy không, nhỏ cái nào không à. Chứ không phải vỗ cỏ của mình đâu. Không thấy làm cỏ đi vỗ cỏ, nhưng mà vỗ rau của sư phụ á. Nó cũng biết thân đấy này. Biết thân. Nó biết thân đấy, nó biết rồi. Nó biết thương yêu nó này, nó biết rồi. Chứ mà nó không biết đâu. Ừ, nó biết khôn nó biết lắm. Nó biết đấy chứ. Nhưng mà lấy cây mà đập hơi mạnh đó thì mới biết là đập. Còn không là cứ tưởng đâu giỡn không hả? Chứ nó còn nít mà. Trời mưa quảng hồn chạy vô kho ngủ phải không? Thế à? Tại để ngoài kho hết á hả? Dạ tối ngoài kho chứ ở nhà quậy gì chưa nổi. Quậy đánh bành đó, gặp gì cắn mấy, gặp gì cắn mấy, quậy vậy đó. Tại để chung với cái xe của tay á hả? Dạ. Nó cắn không? Không, dạ không. Nó không cắn xe hả? Leo lên xe nằm đó nó quậy vậy đó. Nè, nghe như vậy nằm hả? Mắt nó rồi, mắt nó gặp phải không? Phải mắt nó không? Nó giả buồn cũng hay lắm, đó, giả buồn đó, đó, thấy chưa? Nó buồn hay lắm. Thế, nó tức kìa các con hen. Rồi thế, nó quậy thế quá đi. Nó coi nó quậy nó không định không? Đứng kìa múa coi. Thông phân nó biết lạy tập rồi. Nó quen à ông bảo, ơi bảo nó lạy thầy ơi. Hay thật, hay quá rồi. Có nhìn cái video nó clip nó chiếu hay quá. Thì tập nó quen à, nhưng mà đưa nó qua nó... cho đám ông Tịnh Không tập lẹ lắm. Nó đi hai chân nghe thầy. Nó đứng hai lên hai chân, hai tay nó chắp. Đứng lên lạy đi kìa, lạy đi kìa, đứng lên. Chắc tập từ hồi nhỏ này, chắc được chứ phải không thầy? Dạ, tập từ nhỏ được, nó phân, nó múa từ từ quen, thông phân, thông phân, cắt thông phân, thông phân, thông phân, thông phân, múa nữa. Ok, that's good. But the social worker didn't call you at all. I don't know why. I don't know. Leanne called me. Is that the social worker? Uh-huh. She didn't tell me anything, no. Rồi chờ bác đi lấy thuốc rồi chờ thăm ổng nữa. Thăm ổng kêu con chờ trở lại. Thấy cần mua gì nữa không? Dạ thôi, trưa nay có mình tôi khỏi nấu cơm. Thế hả? Ăn linh tinh chờ rồi. Leanne doesn't know anything about the mortgage. No, she don't know nothing about it. Just ask her, I need something for you. Because that's a long term. You know that not overnight. Nói bảo bọng chó lên, thả chó này ra. Nói trước tiếp, nó bảo bọng cho con nhỏ lên đi. Rồi để cho bà cất giấy tờ. Do you know the number to the Wells Fargo Bank? Why? What do you need? I need to
con này bây giờ là lấy thịt đèn người, lấy thịt đèn người quỷ lắm lắm rồi. No, that's okay. I can check out. I can know, but if I need to call him, call your card. You have a card? Call that number. Right there. Because I have to ask you your account number, your name, and social number. That's the last part. Yeah, in the back there. In the back there, you have a number there. Oh, okay. You see there? Okay. Service, customer service number. You see that? Okay. Yeah, call that number. Okay, they tell you. But they ask you some questions first. Okay. Tomorrow is the first. I think you have money already. You have on the... It comes the third. Oh, it's coming the third? That's, that Tuesday. Yeah. So call them. Ask them your balance. Nó trẻ đẹp trở lại rồi đó. Okay, you got it? I got my driver's license. Yeah. Okay. But you have to talk with them. I cannot talk to them. I will. You know, because they have a last question, private question. I'll call them. Yeah, call them and ask them that. And they tell you right how much it is. You have to check at the bank. Right? Okay. Nơi này bà thấy bà trẻ đẹp lại rồi đó. It's been so long. Ta đi khỏi cài chống gậy nữa mà. My husband always did it. Yeah. And then my niece did it. Bà bồng chó lên giùm đi cho tôi thả chó này ra. Your turn, okay? Yeah. Bà bồng chó lên giùm đi cho tôi thả chó này ra coi. You want to take his up to you? Yeah, take. You want to take it to you? What's that? The dog. Yeah, on your leg. No, I won't take it with me. No, not, but the yeah, hãy chó này ra nè. Đó. You want you take the dog up your leg. I'm going to. Yeah. Quậy. Rồi con. Quậy quá trời quậy mà. Thấy đó kia nó mừng lắm. Mày ghê lắm, 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 mày ghê lắm. Vui chạy đi. Nó bà trẻ đẹp rồi đó. Mập đó chứ. Thế này mập đó thiệt rồi đó. Dạ, bà không cần đi cái. You have your cane with you? Do you here, right? Yeah. You should take with you, right? Because yeah, that's long run. I got to. Right? Because that's a long way, you know. You can't see your husband. Oh my love. Give to me. Give to me. Yeah, give to me. Okay nè. It's a... Quậy quá con. Bánh nè. Ủa, anh quên ở thầy. Cái gì cũng ăn hết. Tôi nói, nó không có từ gì hết. Chỉ có ớt, có cay, nó ăn thôi. I got take that bell over there. Put the house on the corner. What? What bell? That bell belongs to the house on the corner. Belongs to Norma. What bell? That. Yeah. Hỏi lộn, để hồi nào đem qua, đem qua nhà. Let's see. Yeah, belongs to the house over there. Dạ, thầy mang qua đó nha. Thầy biết rồi gì ạ. Dạ. Chúng em một. Dạ. Cái gì nó ăn hết trơn. Cái gì quen hết, có thì nó dễ nuôi lắm. Thầy cho này nó ăn không? Không, nó không có hết rồi đó, hết rồi hai cái hết rồi kìa thầy. Cái gì quen hết đó. Để cho vậy thì thầy dạy nó được cái thầy. Dạ. Thầy cho được cái thầy dạy đó. Bà cụ nó hử số bà cụ ăn như gì là nó làm hết. Everything, the rest of what you eat, you know, you don't eat it, you give to her, okay. Her you eat it. Canh nó cũng ăn nó. Everything, man, everything. He eats everything. Yeah, huh? Not like this one, okay. Very picky, this one. Con nó dễ nuôi mà, thứ bộ dễ nuôi con mà, thứ bộ, cái gì con ăn hết trơn, thứ bộ ơi. You eat everything, you know, you can eat all, you know, you live. Happy eating, yeah, right? That's why it's so fat. Yeah, so quick. They're almost double the... Bữa nay là bà cụ hết vô hết ôm nó nổi rồi. Đấy hả? Nặng nó quậy bà ôm nổi nó đâu. Phải hỏi bà hai ôm nổi luôn. It's very heavy now, you can carry up, right? I know. I can pick him up, but he's heavy. Very heavy, right? Right. Almost double. Yeah. Oh, he's quite heavy. Bà cụ hết vô nặng vậy đó. Đâu ôm nổi đâu. Trên tháng 2 tháng nữa thôi, xài hết bê nó rồi. Một mốt là coi như là bây giờ nó chung, đang chung cửa rào, đồ nó tức, nó không biết nó sợ nó chung không được. Nó chung không ra nữa đó, nó chung không lọt á. À. Nó tự nó lớn lên, nó chung không lọt, nó tức, nó la úp sùm rồi đó.
Yeah, I put a collar on. Ăn gì quá chứ bóng lọt. Look over to my house. When I got there, I had the leash and the collar in my hand. She came down. She walked over. Không mà đường cũng ngoan. Chỉ có cái là buổi trưa đó là phải cho nó vô trong nhà nó ngủ thôi, còn nó biết buổi chiều tối là nó không có kêu, mà buổi trưa mà cho quá, trưa cho ngoài nó tức lắm. Không mà nó là chịu nóng, họ ghi trời mưa vậy đó, trời mưa râm râm mình nằm dưới đất cái vào chơi vào phá vậy đó, ngày nào cũng tắm hết trơn á mà cũng dơ à, dơ là dơ kiểu như nó nằm đất á, biết không? Bữa nào xỏ lỗ tai đi mua chiếc bông xỏ hai lỗ tai, hai lỗ tai. Nó thành con gái giang hồ, nghe không? Nó thành con chó giang hồ, con chó gái giang hồ. Cái đi xỏ lỗ tai nó bả đi, có đi mua cho cái xà bông, bỏ mua cho cái xỏ lỗ tai chó này. Ok, thưa bà đi tóc, nha. Tóc bà đẹp rồi đó, giờ bà đưa bà đi hả?